Các phương pháp tính ngày dự sinh chuẩn. Mang thai đồng nghĩa với việc bạn có một cuộc hẹn với bé yêu trong một thời gian gần. Tuổi thai và ngày dự sinh là một trong những chỉ số đầu tiên mà mẹ bầu quan tâm và cần ghi nhớ trong quá trình mang thai vì các lý do sau. Biết chính xác tuổi thai sẽ giúp mẹ bầu xác định được các thời điểm cần làm siêu âm và các xét nghiệm quan trọng cho con như siêu âm khảo sát hình thái, xét nghiệm sàng lọc double test, xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật. Biết chính xác tuổi thai sẽ giúp các mẹ bầu theo dõi đánh giá được sự phát triển của thai nhi. Biết chính xác tuổi thai và dự kiến sinh sẽ giúp các bác sĩ đưa ra phương án theo dõi và chấm dứt thai kỳ hợp lý, an toàn, đồng thời giúp mẹ chuẩn bị tốt tâm thế để chào đón bé yêu. Thử cùng tìm hiểu các cách tính tuổi thai phổ biến hiện nay nhé! 1. Cách tính tuổi thai và dự kiến sinh theo ngày đầu kỳ kinh cuối. Cách này áp dụng cho các mẹ có vòng kinh đều từ 28 đến 32 ngày. Để dự tính ngày sinh, mẹ bầu có thể áp dụng quy tắc đơn giản như sau. Dự kiến sinh bằng ngày đầu kỳ kinh cuối cộng 7 ngày trừ 3 tháng. Ví dụ ngày đầu của kỳ kinh cuối của bạn bắt đầu vào ngày 11 tháng 4, bạn sẽ trừ 3 tháng đến ngày 11 tháng 1 và sau đó thêm 7 ngày. Ngày dự sinh của bạn sẽ là ngày 18 tháng 1. 2. Cách tính tuổi thai theo siêu âm. Khi mẹ bầu không nhớ ngày đầu kỳ kinh cuối hay ngày rụng trứng thì siêu âm là một công cụ hữu ích trong việc xác định tuổi thai và ngày dự kiến sinh. Tuy nhiên, có rất nhiều các chỉ số được thực hiện trong siêu âm ở các tuần tuổi thai khác nhau sẽ cho kết quả tuổi thai và dự kiến sinh không chính xác. Theo hướng dẫn của Hiệp hội Sản phụ khoa Thế giới về siêu âm thai trong 3 tháng đầu, phụ nữ mang thai nên được siêu âm sớm trong khoảng thời gian từ 10 tuần 0 ngày đến 13 tuần 6 ngày để xác định tuổi thai chính xác. Đây được coi là giai đoạn vàng để đánh giá tuổi thai chuẩn nhất và chỉ số được dùng để xác định tuổi thai và ngày dự kiến sinh là chiều dài đầu mông. 3. Cách tính tuổi thai đối với thai IVF. Tuổi thai tính theo IVF bằng thời gian từ ngày chọc trứng chuyển phôi đến thời điểm hiện tại, cộng 2 tuần 3 ngày nếu là chuyển phôi ngày 3, cộng 2 tuần 5 ngày nếu chọc trứng chuyển phôi ngày 5. Ngày dự kiến sinh bằng ngày chọc trứng chuyển phôi cộng 263 ngày nếu là chuyển phôi ngày 3, cộng 261 ngày nếu là chuyển phôi ngày 5. Khi gặp bất kỳ thắc mắc nào trong thai kỳ, bạn nên tham khảo tư vấn của các bác sĩ sản khoa.